Vừa qua, hơn 140 hộ dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân được hỗ trợ phát gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng, còn địa phương cho rằng đó là do lỗi kỹ thuật. Anh Mai Vĩnh Khoa, 39 tuổi, nhà nằm trong hẻm tại đường Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hòa B kể, hôm ngày 6 tháng 9 thì đoàn hỗ trợ gồm 5 người do ông Võ Văn Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 5 dẫn đầu phát gạo cho các hộ dân khó khăn, lao động tự do. Khi ký nhận thì anh thấy trong danh sách có một cột ghi số 1,5 triệu đồng nhưng không lĩnh được tiền nên bức xúc. Tôi nhận 3 túi gạo tổng cộng 15kg nhưng họ bắt ký vào danh sách nhận tiền, anh Khoa nói. Một người dân cũng bày tỏ thắc mắc tương tự với đoàn như được phản hồi, không ký sẽ không được nhận gạo. Chị còn cho biết vợ chồng chỉ mất việc hơn 3 tháng qua và đăng ký nhận hỗ trợ nhưng vẫn chưa nhận được. Việc người dân lấy gạo nhưng bắt nhận tiền là không minh bạch. Chị còn nói và cho hay thấy sự việc quả rất vô lý nên rất nhiều người yêu cầu đoàn ngừng phát gạo, gạch bỏ phần đã ký tại danh sách. Theo bà Trang, hiện tại địa phương phát hai gói hỗ trợ gồm tiền và lương thực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường gồm tổ dân phố chỉ phát thực phẩm, còn tiền hỗ trợ do Ủy ban Nhân dân phường chuyển cho người dân nên không thể có chuyện trục lợi. Bí thư quận ủy Bình Tân Lê Văn Thịnh cho biết, quận sẽ yêu cầu phường kiểm tra lại sự việc này. Nếu có sai sót thì phường phải thu hồi, hủy danh sách và xin lỗi người dân, ông Thịnh nói. Đây, ba bịch gạo, bác ký vô cái tiền là 1,5 triệu nhưng mà thực chất không nhận tiền nha bà con. Hương nào cái nhà Phương bỏ luôn. Đây, đó, bây giờ bà con la quá, gạch bỏ ai ký. Ai nữa? Viên bỏ luôn, viên thôi nha. Đây, tự nhiên bắt người ta ký nhận tiền rưỡi mà không có tiền. Không im vậy á, anh làm bất kiểu này là tôi nó thật chân ở đây người ta. Chẳng thà không có thôi, có đừng có làm bất kiểu này. Không có thôi chứ đừng có làm bất kiểu này. Ông nào ở trên anh đó ở trên phường kia là ông nào ở trên phường kia, ông lo xuống đây. Ông nào vậy, người dân không nhận tiền mà bác nhận vô khoảng 1,5 triệu là sao? Mấy ông vừa phải mà ông vậy giờ lương lẹo kiểu này là dân ngoài biết sao của tụi tôi ngồi chịu nổi. Từ đầu mùa anh là chưa được hỗ trợ. Chưa được hỗ trợ, bây giờ xuống bắt bà con là cho có bịch gạo 5kg, bắt bà con là ký vô nhận 1,5 triệu này. Có gạo không có